Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cùng học tiếng Việt với Thảo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc bài Bữa cơm Việt Nam. Người Việt Nam thường có 3 bữa ăn trong ngày: bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Các món ăn sáng thường là xôi, phở, bún, cháo, bánh mì và sữa. Bữa trưa và bữa tối là những bữa ăn chính, thường có cơm cùng với các món ăn đi kèm như rau, thịt, tôm, cá và canh. Nước mắm là gia vị nổi tiếng trong các món ăn của Việt Nam. Người Việt Nam rất thích ăn rau. Có thể nói rau, cơm và nước mắm không thể thiếu trong các bữa cơm Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các câu hỏi. Một, trả lời câu hỏi. A, người Việt Nam thường ăn bao nhiêu bữa trong ngày? Câu trả lời, người Việt Nam thường ăn 3 bữa trong ngày. B, mọi người thường ăn gì vào bữa sáng? Mọi người thường ăn xôi, phở, bún, cháo, bánh mì và sữa vào bữa sáng. C, bữa ăn chính thường có những món gì? Bữa ăn chính thường có cơm và các món ăn đi kèm như rau, thịt, tôm, cá và canh. D, gia vị nổi tiếng trong các món ăn của Việt Nam là gì? Gia vị nổi tiếng trong các món ăn của Việt Nam là nước mắm. E, những món gì luôn có trong bữa cơm Việt Nam? Rau, cơm và nước mắm luôn có trong các bữa cơm Việt Nam. Bài tập 2. Phát âm. Bữa sáng. Bữa sáng. Bữa trưa. Bữa trưa. Bữa tối. Bữa tối. Sữa. Sữa. Xôi. Xôi. Cháo. Cháo. Bánh mì. Bánh mì. Thịt. Thịt. Cơm. Cơm. Tôm. Tôm. Cá. Cá. Rau. Rau. Canh. Canh. Nước mắm. Nước mắm. Gia vị. Gia vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo. Thank you and bye bye.